cuối tuần này, hôm qua thứ bảy 30 tháng 5 và nay chủ nhật. Bên này nó mưa liên tục, dù mưa không lớn nhưng mà lấy phế mưa cả ngày hôm qua hôm nay không đi đâu được. Cái chiều nay chủ nhật trời cái vẻ nó không có mưa, ngớt mưa chút xíu nhưng mà điều trời nó vẫn mù. Mình muốn qua mình thử cái DJI Magic Air 2, cái chức năng thứ nhất là cái active tracking 3.0 và cái mình quay video 4K 60 frame để xem như thế nào. Mình muốn thử hai chức năng tuần rồi mình cứ bay thử thôi, nên thử hai chức năng này chứ còn mình không muốn thử là nó bay bao nhiêu xa và bao nhiêu cao như thế nhá mọi người. Vì ở đây mình không dám bay vì bay nó phạt, vì cái này là bên mình bắt buộc phải có giấy phép mình mới được khai thác cái này, không thôi nhiều khi mình quay thì người ta gọi cảnh sát. Mình thử hai chức năng này ha, mọi người theo mình nên theo dõi hai cái chức năng này ở cái công viên gần nhà ha. Rồi bye mọi người nhé.